Kenko lại tiếp tục về rồi các bác ạ. Một dòng áo mà các bác mặc vào có thể giảm ngay 12 độ nhá các bác nhá. Kenko với hệ điều hành Alpha X5 22V đây các bác ạ. Bên em có đầy đủ màu áo nhá. Màu dàn di xanh đây ạ, màu xanh than ạ, màu be và màu rêu nhá các bác nhá. Đây ạ, cánh quạt là cực to luôn nhá các bác nhá. Cánh quạt là lõi đồng không chổi than đây ạ, 5 cánh ạ. Chạy mát tít lự luôn các bác ạ. Đấy, với dòng áo quạt điều hòa này thì đây là một dòng áo thương hiệu của Nhật và nó được nhập khẩu tại Nhật. Riêng tất cả các dòng áo thì đây là có một là một loại áo mà các bác có thể quét và check mã vạch. Hiện tại thì bên đại lý em đang xỉ lẻ rất chi là nhiều trong cái thời tiết nắng và nóng 35 40 độ này. Bác nào đang có nhu cầu mặc thật mát và phải hàng chính hãng nhé. Đấy, các bác xem này, em đã mở từng màu cho các bác xem. Về Kenko này thì nó là dòng Alpha X5 là loại phiên bản cao cấp nhất đấy các bác. Từ những chiếc áo của nó thì các bác nhìn cái chất liệu này. Đây, đây là màu rêu. Đây là màu rêu. Còn đây là màu be. Đây là màu be. Còn đây là màu dàn di. Sẽ có 4 màu. Và đây em quay bên trên này nhiều như này cho các bác xem này. Về bên nhà em ấy, thì em đang cung cấp xỉ lẻ trên toàn đất nước Việt Nam. Với Kenko thì đây là cái pin của nó nhé. Khi các bác đặt một bộ thì em sẽ nhặt riêng một bộ ở đây để cho các bác xem nó gồm những gì. Những cục pin hai bảng mạch. Và nó sẽ là loại thông minh nhất. Em sẽ mở một cục pin đây ạ, với cục pin của nó nhá. Về phiên bản Kenko thì các bác nhìn nó sẽ khác hẳn luôn. Đây, Kenko này 22V và em sẽ mở cho các bác xem. Khi mà ấn lên như này thì nó sẽ lên là cái dữ liệu pin còn 63% nhá. Còn số thì mình níu dín chặt một tí. Khi mà mình cắm vào cánh quạt thì nó sẽ lên số nhá. Còn bình thường ấn này nó sẽ chỉ lên mã pin thôi. Đây ạ, gồm một bộ Kenko. Khi các bác nhận hàng thì sẽ sắp đủ một bộ cho các bác xem nhé. Đây, ví dụ như các bác anh nhà mình mặc màu xanh than chẳng hạn, đây em nhặt đủ đây, một xanh than thì sẽ gồm có một cục pin này, hai cánh quạt và một viên đá khô nhé, hai cánh quạt và một viên đá khô. Đấy, đây là viên đá khô, là viên tặng kèm. Thì với một chiếc áo như này thì đây như các bác nhìn thì bạn để mẫu thì em đang mặc nhé, thì đây là bạn mặc bộ loại thường thôi, loại rẻ tiền thôi. Còn về Kenko thì nó sẽ rất chi là đẹp và chất. Đấy, và khi xem được video này mà các bác anh nhà mình mà đang cần chiếc áo quạt điều hòa loại chất lượng mát lạnh trong mùa hè năm nay, các bác nhớ gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại mà em ghi ngay trên góc màn hình đó nhá. Thì số này thì em Hương sẽ tư vấn các bác nhé. Em Hương chào các bác đi. Đấy, và em ấy sẽ chi tiết cho các bác về từng cái một. Giá của nó thì em nói luôn là sẽ có từ 500 nghìn cho tới 1 triệu rưỡi. Đấy, và triệu 3, triệu 2 có hết, mấy trăm có. Các bác chỉ cần alo trực tiếp với đầu số điện thoại thôi là em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác luôn. Đấy, rất cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Đừng quên đăng ký kênh của em Hương để xem được rất nhiều áo quạt điều hòa và bình giữ nhiệt chất lượng và cao cấp các bác nhé.